Rồi, xin chào tất cả mọi người. Em là Tình Hàng Bãi ở tại Kon Tum anh chị em nhé. Địa chỉ của em là 68 Hàm Nghi, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Hôm nay em lên cho anh chị em một ít bếp ga và bếp từ. Đấy, bếp ga và bếp từ nha. Phải nói là những cái bếp ga này thì nó cực kỳ mới luôn anh chị em ạ. Nó cực kỳ mới luôn. Và đát nó rất là cao. Và hai bếp từ bên trong nữa này. Đấy, đây là thuộc phân khúc bình dân anh chị em nhé. Phân khúc này là phân khúc bình dân. Đấy, anh chị em có thể tiếp cận và mua. Đó. Thì trước mặt anh chị em đây là hai con bếp từ, à như hai con bếp ga, sau là hai con bếp từ. Rồi em sẽ giới thiệu về bếp ga trước. Bếp ga thì đây em có một con này là con Zinai, đấy con Zinai, con này thì đắt 2018 anh chị em nhé, cực kỳ mới luôn. Đấy, đắt 2018 này, đấy tháng 1 năm 2018 này, rất là gần đây thôi. Con bếp này rất là mới luôn anh chị em nhé, rất là mới luôn. Đây cho anh chị em xem này, trên mặt bếp này rất là đẹp nha anh chị em nhé. Đó, rất là đẹp. Này. Này, bên trong này. Cực kỳ đẹp luôn. Đó. Đây. Đó. Bên trong này. Anh chị em nhìn bên trong là sáng trưng luôn. Rất là mới luôn anh chị em nhé. Đây cái lò này. Đây. Đảm bảo không sơn lại anh chị em nhé. Không sơn lại nhé. Đó, đây là bếp mặt men, con này là mặt men anh chị em nhé. Đó, cái lò này bên trong rất mới luôn nhá. Đó, con này chỉ thiếu cái thùng xốp thôi, con này chỉ thiếu mỗi thùng xốp anh chị em nhé. Đó, thiếu mỗi cái thùng xốp thôi là như mới. Đấy, à, kiềng này, đây kiềng zin nhá. Kiềng này anh chị em có thể nấu đến hàng chục năm không hư nhá. Kiềng zin. Đấy. Như con bếp này thì giá của nó thì anh chị em cứ alo em nhá. Giá của nó sẽ là cứ alo em. Đấy, đã chỉnh lửa rồi, xanh lè Việt Nam hết rồi. Đấy. Giá của nó cũng không hề rẻ đâu anh chị em nhá. Cũng không hề rẻ lắm đâu. Cũng phải con này thì là trên 3 triệu một xíu nhá. Con này trên 3 triệu một xíu, đắt cao. Rồi, tiếp theo là con Paloma. Đấy, con Paloma này thì anh chị em nhìn này. Nhìn từ cái kiềng này. Con này thì mới hơn cả con kia luôn. Đấy, con này thì mới hơn cả con kia luôn anh chị em nhá. Kiềng này. Bên trong kiềng này. Đồng óng ánh luôn. Đấy, bên trong này. Cực kỳ đẹp luôn. Cái con bếp này là em tuyển chọn nha anh chị em nhá. Bếp tuyển nên là nó rất là đẹp. Đó. Đây, bên trong lò nướng này. Đây. Bên ngoài này con này thì có phím giữ 3 giây này. Đó. Lò nướng này. Đó, bên trong sạch bóng luôn nha anh chị em nhá, sạch bóng luôn. Đó. Con này có vẻ mới hơn con kia luôn, nhưng mà đã con này chỉ là 2014 thôi này. Đây. 11 tháng 1 à 11 tháng 11 năm 2014 nhá. Đó. Thì con Paloma này thì giá cũng nhỉnh một xíu anh chị em nhá. Đó. Thì anh chị em cứ alo em sẽ có giá. Nhưng mà giá thì bình dân thôi, chứ không có phải là cao lắm anh chị em nhé. Bếp thì có lò nướng đấy, nhưng mà những con bếp ga này anh chị em dùng cực kỳ lâu luôn, cực kỳ bền. Thứ nhất là nó rất là mới, nhá. Và thứ hai là nó đấy, nó là của Nhật nên là nó rất là bền đấy. Có chế độ là hai con sensor dò nhiệt này đấy, ngắt khi ga khi ngắt khi xì ga nha anh chị nhé, và gió thổi tự động ngắt và ngắt ga luôn đó. Đó thì yên tâm đi, chức năng thì em đã test hết cho anh chị em rồi. Những cái bếp nó mới như này anh chị em không phải lo về cái chất về chất lượng của nó nhá. Những bếp nó mới như thế này mà. Đó rồi, còn đây là hai con bếp từ. Đấy thì con này là KZ321K, này KZ321K, con này thì giá của nó là hơn 4 triệu. Đấy, con này thì hơn 4 triệu anh chị em nhá. Rất là mới. Đây, anh em nhìn này. Bên trên này.
Đó, hơn 4 triệu một xíu thôi. Và con này là 321, con này thì báo giá luôn, con này thì 4 triệu. Đó, con này thì 4 triệu anh chị em nhé. Con này là 321G. Đây, cho anh em xem này. Nên rất là đẹp nhé. Đó, con này thì 4 triệu. Con này thì báo giá luôn, 4 triệu rưỡi. Đấy, 4 triệu rưỡi, 4 triệu và 4 triệu rưỡi. Lưu ý nhé, cái dòng này này, cái dòng 321 này thì nó rất là bền anh chị em nhé, rất là bền và nó xài điện thế là 220V luôn nhé. Xài điện thế là 220V, anh chị em cứ yên tâm mà xài. Đó, em bảo hành hỗ trợ linh kiện suốt đời bếp cho anh chị em luôn. Và những con bếp ga này vậy, hỗ trợ linh kiện suốt đời bếp luôn. Không có linh kiện gì là em không có để thay thế cả, anh chị em yên tâm nhé. Rồi, đó, anh chị em nào có nhu cầu về bếp ga, bếp từ thì cứ alo em nhé. Số điện thoại em sẽ để phần tiêu đề video. Nhớ cho em một like, một đăng ký kênh để ủng hộ nhé. Chào anh chị em.